ngõ 680 đằng sau chung cư Nguyễn Du ấy. Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Đàn lễ rất là đẹp, đại lễ Khao Tổ. Được, quay. Nhà ai cơ? Không phải đâu. Em ngày xưa từ vào trong Nam từ bé rồi. Xong rồi đến 2018 mới ra đây làm then. Không, cái bà trong kia là định cư trong kia chứ. Học hành đi làm ở trong kia mấy năm thì mới ốp xuống làm then mới ra đây làm chứ. Vâng. Làm ngân hàng mấy năm về sau làm kiểm soát nội bộ được một năm. Thế là không làm được nữa là phải làm then. Phải đi ra đây làm then, đi nói chuyện với ma suốt đấy. Hương khói. Ma thì chả thấy thưa, cứ thế mà cứ tặng bát bong bong có vằn, mồm mở miệng hát cả ngày cả đêm. Gọi đến bao nhiêu đời như thế. Không, bây giờ bà cho quần áo vàng bạc một nắm gạo, một chai lẩu vào đây. Chai lẩu là túi gạo, nó sẽ khác kim ngân. Thấy cái cống mà nó mờ. Túi gạo xong rồi là quần áo vàng bạc. Đẹp không ngân ơi? Đấy, đàn lễ rất là đẹp. Khao Tổ khao tiên. Bây giờ nó có cái đũa một lần ăn này tiện lợi nhỉ? Ôi trời ơi. Lấy bao nhiêu bộ quần áo thế? 9 bộ. 9 đời tổ tiên là 9 bộ. Bà cứ mang vào 9 tẹp cho thầy đi. Vâng. Cho các cụ không ăn hết còn phải gánh mang về đấy chứ. Không cần phải đâu, không cần phải đầy xin đâu mà. Không, đây như thế này. Không cần đầy đâu, cái tài thì mình nắm được. Nắm được dễ thôi. Anh chắc sinh năm 80 mấy nhỉ anh? Bằng tuổi anh dễ mình với. Thế vợ sinh năm bao nhiêu? Giờ đây thật á? Thế 83 sao muộn lắm mình nè. Con thầy làm đi để nó lấy vợ ấy. Hay là lấy vợ hai thôi bà. Vợ chưa có đứa nào là vợ hai mà. Chưa có. Chưa có thật à? Thật chứ, họ còn mỗi mình chưa lấy vợ. Nó vừa thầy đâu. Thế nhìn mặt không đến nỗi được kén chọn quá rồi. Kén chọn vừa thôi. Bố thầy của em sinh năm 83 làm then, bây giờ con học lớp 12 đó, năm nay thi đại học rồi. Áo túi khẩu trang. Áo sơ khoa kim ngân. Áo trái lẩu. Bên này tới đấy đó. Lấy cái này có rộng không áo? Đâu? Ôi giời, nó quá, áo ngồi trên này. Anh làm thế nào anh? Tôi bây giờ đang làm người tự do mà. Thầy làm bao nhiêu xiên cái này? Để bên cạnh con lợn là 9 xiên nhá. Xong rồi mỗi mâm một xiên gác lên trên cái bát bát tiết lợn này bà. Đặt vào cái bát trên cái chỗ cái trên cái bánh trưng bánh dày để này. Xong rồi à. Là một cái xiên dài để đầu đuôi con lợn nha anh ạ. Nhưng mà xiên hai bên nhá, là một cái cây dài xiên hai bên ấy để đầu đuôi ấy. Đây cái lưới này làm được này. Làm được. Mình xiên hai đầu ấy, xong rồi để làm. Đúng rồi, xong rồi để lên đầu con lợn, đuôi con lợn. Làm hai xiên to thôi. Làm tự do là chính mình lai chèn đó. Cái này chắc chẳng tiện tay nữa. Không biết rồi.
nghe được không, không ai cũng nói được. Chắc thỉnh lá. Thỉnh chắc thỉnh câu được câu không? Trên bàn thờ cũng một thôi nhỉ. Câu được câu không? Câu được câu không? Cháu học trường về mắt thì trường nào? Có câu lộng. Thế anh cái người yêu gần đây nhất anh là sinh năm bao nhiêu mà không lấy được? Đó có người yêu bao giờ? Chưa yêu ai rồi. Thế không có bà biết được á? Có là phải đưa về nhà chứ. Con của bác à? Con của chị gái. À con bà này gì? Cái chàng gái gì cũng biết. Thế bà có mấy người con bà? Nghe chàng này. À đây anh, đây là em. 5 người. Đây là anh, đây là em. Đây là anh, đây là em. Còn hai chị, ba chị gái nữa. Thế là em ở gần nhà Thành Thời ạ. Có nghĩa em ở gần nhà bà Ban, xong rồi bà Hòa. Hai anh em á. Hai em Thành Thời với ở bên trong. Gần nhà bác thì mình nhà bác nữa. Đây là cùng cái ngõ mà xuyên ra đường Nguyễn Du cơ. Đúng rồi. Ngoài này. Bên phía nhà này. Đến nhà anh vào trong nhà anh Dũng Yến chưa? Em mới về em chả biết tên đấy. Em chỉ biết ở gần là có cái bà Hòa, cho là bà Ban, rồi gần cái trạp chữa Hà Bông ngày xưa ấy. Bà Ban kêu ấy kia, còn Thành Thời là tiếp trong nhà nữa. Đúng rồi, anh cũng có ý sản Hoa Lan đấy. Cái nhà cấp 4 ấy. Không, sao không thấy nhà mình đi, không thấy nhà, hay là bị đi đường chặn rồi. Chặn. Trước là anh ấy là cái ngõ đối diện với đây luôn. Không ai chuyển sang đấy, không ai nhớ mới chuyển đến ở đấy. Trước bỏ không lên ở đấy rồi. Nha, cho nó nha, xong rồi nha. Để được đâu. Cứ để thôi rồi đấy, cho các cụ. À, để giao thôi rồi đấy. Tám ba nhưng mà nhầm thả nhăn ón. Được chưa? Không có con. Đau đầu. Mệt đầu. Cái vợ con sớm chứ mệt đầu là như thế nào? Con phải lo cho nó ăn, nó học. Cái vợ con cũng phải cùng nhau gánh vác chứ. Chồng làm vợ không phải làm xây dựng tổ ấm mà. Chắc phải là chồng nuôi. Anh nhiều, anh nhiều, không bật cái đâu, không bật cái vui. Ôi, không bật cái đâu ra, không canh mắt chị ạ. Bật cái canh mắt nó. Nó bật ra nó hút ngược vào trong. Cái này, cái không có mồ hôi này, không có quạt thì có mồ hôi. Được rồi, lần nào nó khói chắc là khói. Có nhiều hương, có nhiều hương các cụ mới về được. Cái hương là cái cầu nối giữa âm và dương. Có cái khói hương các cụ mới đường về. Cũng phải thắp mà. Kêu cũng phải thắp. Cái thắp mà. Các bạn không được kêu kệ nó. Mông thầy là một sen hay hai mấy sen hả? Một sen là bài. Một sen thôi. Mỗi một sen đến bà này cái bát tên lợn này bà. Gác lên cái bát tên lợn. Xuống dưới kia một sen, một hai sen hai mông nhé. Gác lên bà đừng có để ấy. À, cái này ở đây đấy. Xong này. Chưa? Ở chỗ này mỗi mâm nào cũng có chưa? Mâm nào cũng có một sen chưa? Trừ cái mâm chay kia không có đâu nha bà. Cái mâm chay. Mâm chay trong góc kia kìa là không có đâu. Trên, trong trên. Còn ở dưới kia cũng có những cái mâm ở bếp rồi là ở ngoài sân là có hết. Còn đây nữa mà. Đâu, đây có rồi. Cả bên nữa là ca xiên là đủ. Đấy. Con đi rót rượu cho thầy đi, rót rượu bên cạnh hai con lợn để mời đi, rót rượu hết mọi nơi đi. Ông, anh chủ nhà đâu nhỉ? Gọi chủ nhà đi, gọi đi, chủ nhà đi. Xem có ai ở đấy, gọi lên đây. Ba cái này dồn thành hai đĩa để bên cạnh con lợn đi, cái này này. Dồn thành hai đĩa để hai bên. Dọn thành hai đĩa đầy đủ đi. Đây bên cạnh đầu con lợn này. Đầu đôi con lợn đi xe này làm cái đòn gánh này.
giờ hết mà chối đi chú ơi. Yeah.
mày à khao bê côi tay vì xả lì mày mắc xì móc xì đen kẹo pha mày mắc khao bê à phần thầy cô khao bê à phụ thầy thêm khao bê à phần thầy cô hòn đèn à khao bê à phần thầy thêm ngon à lùng khao bê à khẩu nua na khao bê trà nua na khẩu nua khao lòng khao đau lý khao bê à giam lạc trà hạ bạc bầm khao bê khổ trà thêm bầm thầy nhớ đâm kê đâm môn đâm á con đâm á lăng ngay nhất con á tì kinh lầu nhị tân kinh khẩu khẩu tân kinh hương lâu đại can can đại lệ lâu văn tông xa văn khoản lâu khao chân xa khao trò lâu này à lâu văn á dịch văn giới văn á dịch ta phần thương hỏi văn á đòi phần thương mê ngây lâu văn này à bố văn á phần mạc liêu xa này bố khiêu văn á nặng thả bố lá tật I'm
chấp thì than na na bạn thì đây.